Được chưa? Lấy ra danh mục để vào đây. Sau đó thì tôi lại vào trong backend module category. Tôi select danh mục theo ID. Đâu nhỉ? Đây. Guest ID bằng đây rồi. Chúng ta có thông tin. Gì giao copy. Tôi vứt vào đây. Làm y xì như bên này luôn. Đấy, chỗ này là SQL cat. Chỗ này là gì giao cat. Đấy, row cat. Và chỗ này tôi echo ra đô la row cat ở vị trí thứ 1. Khi đấy thì tôi sẽ lấy được ra trên cái ô này. Đó, đó là children. Men, woman, men là men luôn. Lấy trực tiếp từ database. Đồng thời, ở trong phần này tôi cũng lại echo rocket ở vị trí thứ 1. Đấy. Thì khi đấy, bên này của tôi sẽ có đây là men. Được không? Men. Cái chỗ này như nó để là H1 sao nhỉ? Đúng không? Để biết được là H1 hay bao nhiêu thì tôi sẽ vào food này. Vào product men chẳng hạn. Open. Đây. Để xem nó là H mấy. Ok, H2. Thì tôi sẽ cho vào đây là thẻ H2. Đó. Thì chỗ này của chúng ta men, woman và children. Đấy, như thế là chúng ta đã có được cái nhãn theo ID ở đây. Tiếp theo, cái đoạn này là chúng ta phải kiểm tra thêm nhé, chứ không phải như này nó chạy đâu. Phải cho thêm một cái nữa, đó là như này, năm row. Đấy, phải cho cái năm row vào đây thì mới echo. Chỗ này cũng tương tự, chỗ này cũng tương tự như vậy thì chúng ta mới chạy được, nó sẽ không bị lỗi. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta lấy ra sản phẩm theo cái danh mục là bằng 3 này. Thì khi đó chúng ta lại vào trong phần sản phẩm ở đây. Shop now, view all, bắt đầu từ đây. Đấy, từ đây này. Chúng ta xóa hết. Đến đây. Để lại đúng một sản phẩm này thôi. Đấy. Và chúng ta lại lặp ra thằng này. Thì trong trường hợp này chúng ta có cái homepage ở đây, tôi copy ý nguyên. Đấy, copy thằng này nhé. Vứt vào bên đây. Đấy. Copy vứt vào đây. Đồng thời tôi lại đóng hai thằng này vào. Tôi làm easy mà. Đấy. Và bên này copy nguyên cái hàng này, nội dung bên trong này. Vứt vào đây. Tôi nghĩ là nó giống nhau thôi. Đấy. Tôi đoán là nó giống nhau. Nên tôi vứt. Copy để vào đây. Và bây giờ chúng ta chạy thử này, lấy ra đúng 10 không? Đấy, 10. Và trên thực tế chỗ này không, chúng ta không có limit nữa. Lấy tất. Lấy tất này. Đấy, chúng ta cứ đây. Nhưng mà lấy như thế này mới chỉ là lấy hết tận sản phẩm thôi. Thì chỗ này của chúng ta sẽ phải có tiếp. À,
Tương tự như ở trên, guest ID, guest ID copy thằng này chúng ta cho vào đây. Đấy. Đồng thời bên này của chúng ta đóng thêm một cái xoắn nữa để lấy theo danh mục. Và như thế này không, nó vẫn ra không đúng. Chúng ta phải cho thêm select sound from product where status bằng 1 and get ID bằng $get ID. Đấy. Như thế này là lấy theo danh mục. Khi đó chúng ta sẽ có danh mục bằng 3, chúng ta refresh ra 1. Đúng không? Một sản phẩm. Danh mục bằng 2 là woman, chúng ta lấy ra 4. Và danh mục bằng men, chúng ta lấy ra tương đương sản phẩm. Đấy. Như vậy là chúng ta đã làm được cái chức năng, đó là click vào danh mục nào, click vào danh mục nào thì chúng ta lấy ra sản phẩm của danh mục đó. Đấy, cái phần trang là chúng ta đang để nó hơi lố. Đấy, được chưa? Như vậy là chúng ta lấy được sản phẩm theo danh mục mà chúng ta cần. Ok chưa? Rồi.